Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Tôi nghĩ là ngày hôm nay những bạn nào mà đầu tư lưu trữ Bitcoin thì là một ngày rất là vui tại vì các bạn thấy được là giá của BTC là tiếp tục tăng trưởng ở cái mức mà thường làm ở video này đã là 13.770 đô la chúng ta đang nhìn vào cái biểu đồ của Bitcoin trên sàn của Coinbase thì những bạn nào mà đã chờ đợi cái thời gian này trong vòng 2 năm qua thì cuối cùng chúng ta cũng đã đợi được là Bitcoin trở về và muốn thử lại cái mức 13.800 đô đây là một cái mức mà rất là quan trọng thì nhiều bạn có thể hỏi là tại sao mà chúng ta không nói tới cái mức là 11.000 đô, 12.000 đô 12.500 đô, 13.000 đô mà tại sao lại nói với cái mức là 13.800 đô thì có thể là nhiều bạn không biết là cái mức 13.800 đô này cái đường màu trắng các bạn nhìn thấy trên màn hình đây chính là cái mức cao nhất từ năm 2019 cho tới bây giờ có nghĩa là mãi trong vòng hơn một năm qua chúng ta chưa trở về để mà thử lại cái mức 13.800 đô này và đặc biệt là khi mà qua khoảng 13.800 đô này các bạn thấy được là cái dùng từ 13.800 đô tới 14.000 tùy theo là các bạn hỏi ai thì nhiều người tin tưởng là nếu như mà Bitcoin thực sự là có sức để mà đẩy qua được cái dùng 14.000 đô này thì từ 14.000 đô lên tới 20.000 đô thì thời gian sẽ cực kỳ nhanh tại vì chúng ta không còn nhiều cái dùng cản trở ở phía trên 14.000 đô này đây là một điều mình đã chia sẻ với các bạn trước đây cho nên cái mức mà 13.800 đô tới 14.000 đô là một cái mức mà các nhà đầu tư cực kỳ quan tâm đến thì trong video này tôi muốn chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin liên quan tới Bitcoin trong thời gian tới đây cũng như là tôi sẽ chia sẻ về cái điều mà các bạn cần phải suy nghĩ đến trong thời gian ngắn hạn dài hạn thường vẫn nghĩ là Bitcoin đang trên cái đà tăng trưởng và cái thời gian mà Bitcoin trở về 20.000 đô thậm chí là phá cái đỉnh cũ lập đỉnh mới là một cái thời gian không còn xa nữa đương nhiên tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư thì khi mà chúng ta nói tới Bitcoin thì các bạn thấy được là trong thời gian ngắn hạn Một trong những điều mà các bạn cần phải lưu ý đến Ngoài những điều mà mình thường đã chia sẻ trong cái video thường đăng hồi sáng này Cái video 752 Thì một trong những điều mà các bạn cần phải lưu ý đến Đó chính là chúng ta thấy được Bitcoin tăng trưởng rất là nhanh Trong thời gian gần đây các bạn thấy được là phá 12.000 đô, phá 13.000 đô Bây giờ lại muốn thử cái mức là 14.000 đô Thì đương nhiên là trên con đường đi lên nhiều bạn rất là vui, rất là hào hứng Nhưng mà cũng vì lý do đó chúng ta cần phải lưu ý Tại vì khi mà Bitcoin lên nhanh như vậy thì sẽ không có đủ thời gian để tạo ra những cái dùng hỗ trợ Như nghĩa là những cái dùng mà tích lũy Mà nhiều nhà đầu tư tin tưởng là đây là cái giá Có thể giữ được để cho họ có những cái lệnh mua chờ sẵn Cho nên nếu như mà chúng ta đợt này Mà không đủ sức phá được 13.800 đô Thì sao? Thì có nghĩa là Bitcoin sẽ bị đẩy xuống Và hoàn toàn có thể là Bitcoin bị đẩy ngược trở về Cái mức là 12.000 đô Lúc mà cái mức mà có nhiều người chờ sẵn để mà mua cho đến lúc đó Bitcoin hoàn toàn có thể rơi rất là mạnh từ cái mức này xuống tới 12.000 đô trước khi mà chúng ta thấy Bitcoin muốn trả trở về và thử cái mức 14.000 đô một lần nữa cho nên đây là một điều hoàn toàn có thể xảy ra mà các cần phải suy nghĩ đến và đương nhiên nếu như Bitcoin thực sự rất mạnh và phá được 14.000 đô đi thẳng tới 20.000 đô thì một điều cực kỳ tốt Nhưng mà Bitcoin hoàn toàn có thể là đứng xoay quanh cái mức này trong một thời gian đây cũng là một điều tốt Nếu như Bitcoin có thể tích lũy trong cái mức là 13.700 đô, 13.600 đô này trong một cái thời gian trước khi mà đột phá cái 14.000 đô cũng là một điều tốt Đó là chúng ta nói tới trong thời gian ngắn hạn mà thôi Thì trong thời gian dài hạn một lát mình sẽ chia sẻ một số những thông tin Tại sao mình thường vẫn nghĩ là Bitcoin vẫn tiếp tục trên con đường tăng trưởng và vẫn tiếp tục đi theo cái mô hình stock to flow thì chúng ta thấy được là tuy mà Bitcoin có cái sự tăng trưởng trong thời gian đây nhưng mà thị trường chứng khoán này không tốt chút nào. Chúng ta nhìn vào cái chỉ số chứng khoán các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones đã đi xuống 2 ngày liên tục và ngày hôm qua đi xuống mạnh, hôm nay đi xuống nhẹ hơn. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào pre-market có nghĩa là những cái hợp đồng tương lai thì các bạn thấy được là cho đến thời điểm hiện bây giờ là khoảng 7 giờ 30 tối giờ Cali thì các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đều đi xuống các bạn thấy được là Dow Jones, S&P 500, Nasdaq đều đang đi xuống Và cái ba chỉ số bây giờ đi xuống cái mức là khoảng chừng nửa phần trăm Thì các bạn thấy là trên thị trường tài chính bây giờ thì có rất nhiều những cái tin tức xấu dẫn đến là chứng khoán đi xuống tin tức liên quan đến là dịch bệnh là tiếp tục tăng trưởng ở Hoa Kỳ và một số nơi. Tin tức liên quan tới vaccine có thể là không đủ cho đến năm 2022. Tin tức liên quan đến gói hỗ trợ thì lại không có. Nhiều người bây giờ là hầu như mất hy vọng về cái gói hỗ trợ tài chính của Hoa Kỳ. Và kế đó nữa chính là cái tình hình mà bầu cử trong vòng một tuần nữa sẽ xảy đến thì lúc đó sẽ ra sao dẫn đến rất nhiều sự lo lắng trên thị trường hiện bây giờ. Nhưng mà Bình thường các bạn thấy được là những ngày mà cổ phiếu màu đỏ như vậy liên tục 2 3 ngày thì thị trường Bitcoin tiếp tục cũng không ngoại lệ nhưng mà kỳ này rất là khác biệt các bạn thấy được là Bitcoin vẫn tiếp tục và tiếp tục tăng lên. Chúng ta nhận được một số những thông tin tốt trong thời gian gần đây. Mỗi lần mà có thông tin tốt thì giá cả lại được pump lên rất là nhanh. Nhưng mà mỗi lần mà có thông tin xấu thì các bạn thấy được là cũng không ảnh hưởng nhiều. Đây là một cái dấu hiệu một cái yếu tố là chúng ta đang nằm trong một mùa tăng trưởng kế tiếp Bây chúng ta chỉ nói tới Bitcoin mà thôi, nói về altcoin thì các bạn thấy được là tuy Bitcoin tăng trưởng nhưng mà altcoin cũng tăng tính theo đô la nhưng mà không có tăng nếu chúng ta tính theo BTC Có nghĩa là Bitcoin tăng trưởng nhiều hơn là altcoin hiện bây giờ Thì nhiều bạn vẫn tiếp tục hỏi thuận là bây giờ có nên mua altcoin hay là không, à, tại sao mà Bitcoin hiện nay tăng trưởng nhưng mà chúng ta lại không thấy altcoin tăng trưởng theo thì thường đã chia sẻ một số những thông tin trước đây có thể là nhiều bạn đã nghe thông tin này nhiều lần nhưng mà tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một lần nữa đó chính là trong cái thị trường crypto này chúng ta có một cái chu kỳ kêu là chu kỳ bitcoin và allcoin thì khi mà chúng ta nhìn vào trang web CoinMarketCap cap thì các bạn thấy được là đây là cái phần trăm vốn hóa của Bitcoin so với là altcoin cái đường màu vàng này là Bitcoin và phía dưới này là những cái altcoin thì chúng ta nhìn vào trong thời gian hơn 3 năm qua từ tháng 4 năm 2017 cho tới bây giờ thì rất rõ ràng các bạn thấy được là cái đường màu vàng này có lúc là tiến gần tới altcoin có lúc là đi xa hơn thì tại sao? Tại vì các bạn thấy được là mỗi một lần mà Bitcoin vốn hóa đi xuống thì phần trăm của những altcoin tăng lên đương nhiên đây là cái định luật của toán học nhưng mà một điều các bạn cần phải hiểu là mỗi lần bitcoin mà vốn hóa đi xuống phần trăm altcoin tăng lên nhưng mà những cái đồng altcoin cái phần trăm tăng trưởng rất là cao về mặt giá cả tại vì sao tôi có thể được là nếu như mà 5 phần trăm rời khỏi thị trường Bitcoin đẩy vào những cái altcoin thì 5 của Bitcoin sẽ là cái phần trăm lớn hơn đối với altcoin tại vì vốn hóa của altcoin nhỏ hơn Bitcoin cho nên dẫn đến cái mùa altcoin tăng trưởng rất là mạnh nhưng mà các bạn thấy được là lúc nào cũng đi theo mùa có nghĩa là có lúc Bitcoin đi gần tới altcoin có lúc đẩy đi xa hơn và một điều các bạn cần phải hiểu là thường thì chúng ta phải thấy Bitcoin lên qua khỏi cái đỉnh cũ trước khi mà chúng ta thực sự có một cái mùa altcoin mới Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là Bitcoin khi mà tăng trưởng thì lúc đó nhiều người sẽ nhảy vào xuồng của Bitcoin có nghĩa là họ sẽ bán altcoin để mà nhảy vào Bitcoin để mà đẩy giá Bitcoin lên Và khi Bitcoin trở về đỉnh cũ và phá đỉnh cũ lập đỉnh mới Thì lúc này chúng ta sẽ thấy được là có hàng loạt hàng loạt Những cái người mà mới tham gia vào thị trường này Những cái người mà đầu tư truyền thống Lại có hứng thú đối với Bitcoin sẽ dẫn đến là người ta sẽ đem tiền Từ những nơi khác đẩy vào thị trường Bitcoin Và lúc nào cũng sẽ là Bitcoin đi đầu Tại vì Bitcoin vẫn là cái đồng có vốn hóa lớn nhất Vẫn là cái thương hiệu đi đầu trong nền crypto này Thì khi mà các bạn thấy được là Bitcoin được người ta đẩy tiền vào từ những nơi khác thì dẫn đến là giá Bitcoin sẽ tăng lên Nhưng mà khi mà giá Bitcoin tăng lên như vậy Thì nhiều người sẽ nghĩ là Bitcoin giá xỉ như bây giờ đã là 30.000 đô, 40.000 đô Thì Bitcoin còn tăng đi nữa thì tăng được bao nhiêu phần trăm Cho nên nhiều người họ sẽ bắt đầu là thấy nhàm chán khi Bitcoin không có sự tăng trưởng Đột biến như là trong thời gian này người ta sẽ tìm đến những cái đồng nhỏ hơn Có được cái cơ hội lợi nhuận cao hơn cho nên lúc đó Tiền từ bên ngoài đẩy vào Bitcoin, sau đó từ Bitcoin đẩy vào Allcoin Lúc đó các bạn mới thấy được cái tình hình là Bitcoin cái phần trăm vốn hóa đi xuống Phần trăm vốn hóa của altcoin tăng lên Nhưng mà vì cái số vốn hóa của bitcoin quá lớn Cho nên khi mà chúng ta thấy cái phần trăm bitcoin đi vào altcoin Thì cái sự tăng trưởng mặt giá của altcoin sẽ tăng một cách rất là cao Cho nên chúng ta mới thấy được những cái mùa altcoin Mà những cái altcoin có thể tăng gấp 5, gấp 10 lần Trong khi bitcoin chỉ có thể tăng hai lần mà thôi Đây là một cái điều mà các bạn cần phải nắm được Cho nên nếu các bạn hỏi Thuận là bây giờ đã đến mùa altcoin hay là chưa Thì Thuận sẽ nói là chưa phải Cho đến khi nào Bitcoin thật sự là phá được 20.000 đô Thì lúc đó chúng ta mới thực sự thấy được một mùa altcoin mới Và nói về altcoin thì gần đây có một số bạn Không biết vì lý do gì xem một cái video Thường làm trước đây hồi tháng 9 năm 2018 Cái video mang tên là Cá chết của Ethereum là không thể tránh được Và nhiều bạn thì lại comment nói là Cái người làm video này bây giờ không biết nghĩ sao về Ethereum Mà hồi xưa dám nói là Ethereum chết Thì có thể là bạn này Không có xem cái video này Tại vì video này không phải là Thuận chia sẻ là Ethereum sẽ chết Thuận muốn chia sẻ với các bạn là Ethereum sẽ không có chết Cho nên Thuận vẫn còn ở đây vẫn còn tiếp tục làm video và vẫn tiếp tục yêu thích từ Ethereum. Thì như mà có biết là ngoài chỉ Bitcoin ra thì Ethereum là cái đồng lớn thứ nhì mà Thuận lưu trữ. Cho nên đây là một trong những cái đồng Thuận rất là tin tưởng. Cho nên những bạn nào mà comment thì trước hết hãy làm ơn xem cái video này trước khi mà comment để hiểu rõ hơn những gì tôi nói trong cái video này cách đây 2 năm. Thì chúng ta nhìn vào một cái thuyết được chia sẻ bởi Joseph Young thì Joseph Young nói là trong thời gian gần đây mỗi lần mà có thông tin tốt thì giá cả Bitcoin pump rất là mạnh. Nhưng mà ngược lại nếu như mà có có thông tin xấu thì giá cái Bitcoin hầu như là không bị ảnh hưởng gì. Thì một trong những cái tin tức tốt gần đây được liệt kê bởi Joe Sập John. Thật ra những tin tức này chúng ta cũng đã nói tới trong những cái video khác nhau. Như là Joe Sập John nói là MicroStrategy mua 425 triệu đô la Bitcoin chúng ta cũng đã nói tới cái thông tin này như một cái thông tin thú vị hơn tôi muốn chia sẻ với các bạn Đó chính là công ty MicroStrategy này có một thống kê được đưa ra bởi một nhà nghiên cứu tên là Kevin Rook Thì Kevin Rook nói là cái số lượng Bitcoin mà được mua bởi MicroStrategy hồi tháng 8 và tháng 9 mới đây á Cái số lượng Bitcoin đó là 400 25 triệu đô la tổng cộng mà với cái giá hiện bây giờ là 13.745 thì cái số lượng Bitcoin đã đáng giá là 525 triệu tổng cộng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn thấy được là trong thời gian chỉ có không tới 2 tháng thì công ty MicroStrategy này đã kiếm được 100 triệu từ lưu trữ Bitcoin còn nhiều hơn là thu thập của công ty từ bán dịch vụ và sản phẩm trong vòng hơn 3 năm rưỡi qua. Các bạn được theo thống kê này thì năm 2017, năm 2018, năm 2019 thì tổng số lợi nhuận của MicroStrategy chỉ, lên tới là 78 triệu. Trong khi chỉ có mua Bitcoin thôi trong vòng 2 tháng qua thì đã có cái lợi nhuận là lên tới 100 triệu đô la. Cho các bạn thấy được là đây là một trong những cái điều mà có thể dẫn đến nhiều công ty khác hứng thú muốn tham gia vào thị trường này. Đây cũng là một điều mà mình thường đã chia sẻ trước đây với các bạn là khi chúng ta nhìn thấy những cái công ty như MicroStrategy mà lưu trữ Bitcoin mà cái tiền lời mà họ kiếm được từ lưu trữ Bitcoin còn nhiều hơn là cái lợi nhuận mà họ kiếm được từ bán sản phẩm và hàng hóa thì sẽ dẫn đến rất là nhiều những công ty tương tự FOMO vào thị trường này. Và các bạn thấy được là điều này đang xảy ra Chúng ta nhìn vào những cái thông tin khác nữa như là công ty Square mua 50 triệu đô la Bitcoin Chúng ta cũng đã nói chi tiết hơn Trong một cái video trước đây công ty Stone Rich mua 110 triệu đô la Bitcoin Hay là công ty PayPal sẽ cho người sử dụng sử dụng cái ứng dụng PayPal để mà mua bán và lưu trữ crypto Tuy nhiên không thể rút ra được thời điểm hiện bây giờ Nhưng mà vẫn có thể sử dụng PayPal để mà mua bán và lưu trữ crypto Và sẽ bắt đầu trong vài tuần tới đây ngay cả jp morgan các bạn cũng thấy là trước đây là một ngân hàng chống đối bitcoin chống nói tiền crypto nhưng bây giờ lại viết một cái bài nghiên cứu nói là bitcoin còn tốt hơn là cả vàng trong nhiều lĩnh vực và cái đề tài này không cũng đã chia sẻ trong một video trước đây thì ngày hôm nay nhiều người nói là ngân hàng dbs này sẽ đưa ra một cái dịch vụ crypto exchange một cái sàn crypto à, nhưng mà sau đó thì nhiều người lên trang web của dbs ngân hàng dbs của singapore thì lại không thấy cái link liên quan đến cái sàn dịch nữa có thể là họ à, cảm thấy là bây giờ chưa phải lúc để mà công bố mọi người họ lỡ công bố mà thôi vì một lý do nào đó đây là một cái thông tin mà nhiều bạn cũng đã nhận được ngày hôm nay mà được là hiện bây giờ chúng ta chỉ nhận được rất nhiều và rất nhiều những cái thông tin tốt mà thôi liên quan tới Bitcoin. Nhưng mà hầu như có một cái thông tin mà ai cũng quên đi đó chính là Bitcoin Haven cái lúc mà Bitcoin halving sắp sửa xảy ra thì đây là một thông tin nóng mà ai cũng muốn biết về Bitcoin halving, Bitcoin sau khi halving thì ra sao và tôi đã chia sẻ rất nhiều lần là thường giá Bitcoin sẽ có sự tăng trưởng khoảng chừng là 6 tháng cho đến 18 tháng sau khi chúng ta có Bitcoin halving và Bitcoin halving các bạn cũng đã nhớ là tháng 5 năm 2020 mới đây thì bây giờ chúng ta thấy được là cuối tháng 10 thì bắt đầu tháng sau tháng 11 đã là cái mức 6 tháng của Bitcoin Và thường thì các bạn thấy được là Bitcoin sẽ đạt cái đỉnh mới sau Harvin à, Đó chính là cái thời điểm là từ 10 cho đến 11 tháng sau đó Chúng ta nhìn vào bài viết này à, đã được chia sẻ bởi Cointelegraph cũng nó có điều tương tự là trong vòng 10 tới 11 tháng sau ngày Harvin Thì Bitcoin trong lịch sử cho thấy được đã đạt được cái đỉnh mới Tôi nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn thấy được là từ đây cho đến tháng 5 năm sau thì Bitcoin có thể phá được 20.000 đô nhưng mà khi mà Bitcoin Haven đang là một điều đang xảy ra thì ai cũng nói tới Nhưng mà hầu như qua Bitcoin Haven rồi thì không còn ai quan tâm đến nữa Nhưng mà các bạn không quan tâm tới không nghĩa là điều này sẽ không xảy ra Mình hiểu rồi chúng ta vẫn tiếp tục và tiếp tục đi theo cái con đường của Stock to Flow sau Bitcoin Haven Và cái lúc Bitcoin Haven thì nhiều bạn cảm thấy thất vọng Tại vì sau Bitcoin Haven giá cả không có tăng Mặc dù là rất nhiều nơi, ngay các bạn thân thường cũng đã chia sẻ rất nhiều lần Là sau Bitcoin Haven rồi các bạn cần phải chờ 6 tháng cho đến À, một năm rưỡi sau thì chúng ta mới thấy cái sự tăng trưởng của bitcoin chúng ta mới thấy được là sự khan hiếm của bitcoin sau hai bình thật sự là bắt đầu là có hiệu lực có hiệu quả cho nên các bạn cần phải có một chút nhẫn nại Nhiều bạn thì thấy Bitcoin halving xong chờ dài ngày không thấy giá cả tăng thì lại cảm thấy chán nản và bỏ cuộc Các bạn cần phải có cái thời gian dài hạn hơn, các bạn cần phải có cái sự nhẫn nại Nếu như mà các bạn muốn được có cái sự lợi nhuận thì chúng ta nhìn vào cái thông tin liên quan tới biểu đồ Stock to Flow Thì trước hết như bài nào mà không rõ về Stock to Flow thì các bạn có thể xem cái video thường làm Cách đây cũng hơn một năm, cái video thường làm hồi tháng 4 năm 2019 Video 336 là giá Bitcoin có thể đạt được 55.000 đô hay là không Đây chính là cái video mà Thuận giải thích về Stock to Flow thì các bạn nên xem để hiểu rõ hơn, nhưng mà nào mà đã hiểu thì các bạn thấy được đây là một cái mô hình cái mô hình này là chuẩn đoán giá của Bitcoin à, sau mỗi lần halving thì các bạn thấy được là ở à, thể hiện bây giờ là chúng ta đang ở cái đường mà màu đỏ trên màn hình này thì cái đường mà màu đỏ dài hạn hơn, cái dấu màu đỏ trên màn hình này đó chính là cái giá hiện tại Nhưng mà cái đường màu đỏ các bạn nhìn thấy trên màn hình đó chính là trận đấu giá của Bitcoin Thì đương nhiên trong cái lịch sử của Bitcoin thì Bitcoin không phải lúc nào cũng đi sát cái đường màu đỏ này Nhưng mà giá của Bitcoin thì vẫn đi cùng một cái xu hướng và cũng đi cùng một cái chu vi của cái đường màu đỏ này Cho các bạn thấy được là bây giờ giá của Bitcoin vẫn tiếp tục đi theo cái mô hình Stock to Flow này mãi cho tới ngày hôm nay và nếu như cứ tiếp tục thì mới thấy được là cái mức mà chúng ta sẽ thấy được à, Bitcoin có sự tăng trưởng mạnh đó chính là cái thời điểm là khoảng chừng tháng 5 năm 2021 thì dựa theo mô hình này BTC sẽ bắt đầu là bước vào cái dùng khoảng chừng là 80-90 ngàn đô cho một Bitcoin Để lý do tại sao mà nhiều người nói là trong thời gian vài năm Bitcoin có thể là đi tới cái mức là 100 ngàn đô Đương nhiên Bitcoin có thể đi lên đi xuống trong thời gian này Nhưng mà điều quan trọng hơn là Bitcoin tiếp tục đi theo cái xu hướng của stock to flow này vào một ngày nào đó sẽ đạt được một triệu đô la đó chính là cái chẩn đoán vào tháng 5 năm 2025 đây là một cái biểu đồ rất là nổi tiếng mà mọi người đều theo dõi trong thị trường này. Và đây là một cái biểu đồ mới mà thường cảm thấy cũng rất thú vị, thường muốn chia sẻ. Đây là cái biểu đồ mà cái đường màu xanh đậm này đó chính là giá cả của Bitcoin. Và ở phía dưới bên dưới này các bạn thấy được là có một cái đường màu xanh lá cây. Đây chính là cái đường giá trung bình trong vòng 2 năm qua của Bitcoin. Và cái đường màu đỏ bên trên này chính là cái đường giá trung bình 2 năm nhân năm thì các bạn thấy được là giá của BTC hầu như là chúng ta nhìn vào trong lịch sử thì mỗi một lần mà giá của BTC đạt được cái giá trung bình 2 năm nhân năm thì đó chính là cái đỉnh của Bitcoin thời điểm đó và mỗi lần mà giá đi xuống dưới cái phần cái đường màu xanh lá cây này thì là lúc mà được mua vào có nghĩa là cái giá trung bình trong vòng 2 năm qua thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tình hình hiện bây giờ thì giá của BTC thời điểm hiện bây giờ là chỉ có khoảng chừng là 30% bên trên cái đường màu xanh lá cây này có nghĩa là chúng ta vẫn còn cái khoảng cách rất là xa để có thể là tới được cái đỉnh của cái đường màu đỏ này và trên màn hình các bạn thấy được là đường màu đỏ này bây giờ đang ở cái mức là 39.775 đương nhiên mỗi ngày nó sẽ mỗi cập nhật nhưng mà khi chúng ta thực sự bước vào mùa tăng trưởng kế tiếp thì đây là một chiếc biểu đồ mà thù mà các bạn cần phải tiếp tục theo dõi đây cũng là một trong những cái yếu tố một trong những cái chỉ báo coi coi là khi nào chúng ta cần phải chốt lợi nhuận tại vì nhiều bạn hỏi thuận là thường có chia sẻ gì về những cái lỗi lầm ở trong thị trường crypto này thì tôi nghĩ là một trong những lỗi lầm trong thị trường crypto này mà thuận đã mắc phải đó chính là không chốt lời năm 2017 mặc dù đã đầu tư một thời gian nhưng mà không chốt lời tại vì sao tại vì thuận nghĩ là lúc đó giá cả phải tiếp tục tăng lên nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được là không có thị trường nào có thể rời khỏi cái quy định của thị trường tài chính lúc nào chúng ta cũng thấy được là thị trường tài chính bất cứ mạng đầu tư nào cũng đi theo cái chu kỳ tâm lý thị trường và lúc đó nhìn lại thì rất rõ ràng lúc đó thì mọi người không rõ ràng nhưng bây giờ nhìn lại thì rất rõ ràng là đó đã là cái lúc mà fomo cực độ đợt này thuận sẽ cẩn thận hơn và cũng sẽ có lúc thuận sẽ chốt lời đương nhiên khi mình hỏi chút lời không phải là bán hết tất cả crypto bán một phần nào mà thuận cần để mà dùng cho những việc khác chứ không thể nào mà cứ đầu tư chỉ vì lý do đầu tư được thì có thể tin tưởng bitcoin và crypto và có thể đầu tư lâu dài có thể đầu tư cả đời nhưng mà không phải là lúc nào cũng đầu tư một cái số lượng lớn tiền cần phải có một cái mức độ nào đó để có thể là duy trì đầu tư lâu dài và nếu như mà giá cả đã đạt được cái đỉnh của một chu kỳ thì không có lý do gì mà chúng ta lại phải lưu trữ để cho giá cả đi xuống rồi lại phải chờ 4 năm sau thì mới trở lại cái chu kỳ mới nữa đây là một thời gian rất là dài để cái số tiền mà bị lóc lại trong crypto này thì có thể dùng để mà đầu tư vào rất nhiều mảng khác nhau. Cho nên những mà nào mà theo dõi channel này thì sau này khi mà thuận chốt lời thuận sẽ nhất định uh, chia sẻ với các bạn ở thời điểm đó và thuận sẽ bắt đầu dùng số tiền đó để mà phát triển đầu tư vào những cái mảng đầu tư nào thuận sẽ chia sẻ trong những video sau này. Và đây những cái thông tin mà thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và nếu như các bạn nhận được giá trị trong video này thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu các bạn chưa theo dõi thuận capital bắt trên mạng xã hội thì có thể theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở phía dưới video này tìm thấy những cái link như là link của facebook, twitter và telegram hay là bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn dịch nào thì các bạn đừng quên bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital như là tham gia vào sàn napex các bạn có thể À, đăng ký sau đó điền đơn đi được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tính hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance tham gia vào sàn Binance có thể được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi hay là tham gia vào những sàn như là Bybit, Coinbase, Remitano hay là ứng dụng BlockFi đương nhiên tham gia vào trên crypto thì có rất nhiều nguy hiểm và rủi ro cao cho nên không phù hợp như mà nào mà không chấp nhận nguy hiểm hay là rủi ro cao và bản thân người thuận các bạn cũng đã biết là chỉ thích đầu tư lâu dài và trung bình giá mà thôi và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn